đi tương tự đấy, tiếng nói của nó tin trên trường học và công tác của dự thông tin dân số phát triển ở phòng biên giới. Lời đầu tiên tôi phép tôi xin gửi đến quý vị đại biểu của tập thể đầu sức khỏe cấp đội làm việc còn thanh niên thành phố Vinh Cơ Quan làm như vậy. Trước tiên tôi hoàn toàn nhắc với bạn báo cáo tết còn nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đến cũng như báo cáo kinh nghiệm của anh bạn có hai chất mà đại diện của tôi trình bày. Chúng tôi thậm chí đối với các đồng viên việc xác định cho mình bản lĩnh chính trị tư tưởng và lối sống cá nhân là vấn đề rất quan trọng. Đó là cách xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người mới, con người xã hội chủ nghĩa là đi kỹ năng trong hoạt động cụ thể thanh niên ta phát triển nói thanh niên là lực lượng tương lai của nhà nước nhà và thế giới yếu mạnh một phần do các thanh niên là thành viên những thanh niên được trang bị hành trang kiến thức về việc rèn luyện bản lĩnh chính trị với những đến từ các bạn cả bản lĩnh lên thành đòi. Tuy nhiên có một thực tế là ngày nay một bộ phận các bạn sinh viên em ở bên người nhà lên những có em không tốt để em hoạt động từ đó những cái sản xuất có những em họ là tụ tập ở nhà có việc đó đối tượng cơ sở trong khi đó gia đình của em thì cũng ngay cho nhà trường các việc giáo dục không yên bình chúng tôi đầu với vai trò là nhiệm vụ của chi đoàn trong nhà trường nên công tác đào tạo căn bản kiến thức thì công tác trường tư về tư tưởng là có cơ sở tư tưởng không có đào tạo nhà trường luôn chỉ đạo sâu sắc các ví dụ phân đến từng giáo viên bộ môn đặc biệt là giáo viên tự nhiên đó và giáo viên tổng chỉ đạo chỉ đạo trường được phân công bằng cách chính trong công tác giáo dục động viên học sinh thông qua các tiết dạy giáo viên lồng ghép và giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm thì thường xuyên làm công tác giáo dục và các tiết hoạt động ngoài giờ lớp và sinh hoạt lớp trong cái lớp theo dịp các ngày thì lớp chỉ đạo luôn cùng đầu cấp trên công an của công an và công an thị xã và dân cái việc tập thân về công tác nhé. Về công tác an toàn giao thông, công tác thực tập nghiên cứu dự phòng, xây dựng tạm tự chấp hành lý, chấp thức về nghị năng tự làm, dành nâng cao nhận thức chính trị để tự nhận thức lối sống cho học sinh đoàn viên thanh niên trên đại đường. Cùng với đó là tuyên truyền về thực tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động chủ điểm của từng tháng trong thời gian gắn với các cuộc vận động dân nói lời dạy làm tốt tâm đẹp sáng thoát tư tưởng phát triển tập trung tác động các bước tuyên truyền về lịch sử của quê hương với những thành tích đã đạt được hàng năm trên đầu trường luôn được đồng phương đánh giá trên đầu và để đảm bảo chất lượng công tác giáo dục chất lượng tư tưởng cho động viên học sinh bồi dưỡng động viên ưu tú học truyền thống trong thời gian tới. Tôi xin đưa ra hướng dẫn sau một vài nâng cao chất lượng giáo dục chất lượng tư tưởng cho động viên học sinh theo chủ đề chương trình tập thể giáo dục truyền thống của chế độ và truyền thống của các trường học của nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tăng cường công tác để làm sao để tham gia vào hành trường hành vi thành lập các hành lập và sinh hoạt các cán bộ như cán bộ tập chống HIV ma túy cán bộ tuyên truyền vận động luật an toàn thực phẩm đồng thời chế độ được xây dựng ban tư vấn cho đạo viên dân về các vị sinh sản vị thành niên nghề nghiệp hướng nghiệp hai là bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cho đội ngũ cán bộ đoàn của chế độ trong trường tạo ra sẵn chơi lực lượng cho động viên thanh niên hành tác học phẩm quên hóa giáo dục thể thao trong nhà trường và làm tăng cường công tác bồi dưỡng động viên ưu tú phát hiện nhân gương tư tưởng nhân sinh nghèo khó giỏi nhờ giáo dục cho động viên tinh có động cơ là tập trung đánh coi trên chương liên phấn đấu đúng vào hành động đầu để đạt được kết quả trong việc thực hiện các giải pháp trên chế độ trường càng tận dụng sự ủng hộ của các cấp vậy là đồng đội của chi bộ nhà trường đặc biệt là phải phát huy sức mạnh để xây dựng đội ngũ ban chấp hành đồng trường cùng những đoàn viên có tầm hiểu biết với cộng đồng cuối cùng thay mặt cho chi đoàn trường xin gửi đến các đồng chí đại biểu tổ chức sức khỏe đại hội đại biểu đoàn thanh niên thành phố Hồ Chí Minh cùng cơ quan các đơn vị thành công các điện